Báo cáo kiểm toán chuyên đề COVID-19 vừa được Kiểm toán nhà nước gửi tới các đại biểu Quốc hội khóa 15 cho thấy từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch, chính phủ đã huy động rất nhiều nguồn lực để phòng chống dịch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Theo đó, tổng nguồn lực đã huy động cho công tác phòng chống dịch đến cuối năm 2021 khoảng 376.200 tỷ đồng, ngoài ra ngân sách nhà nước còn hỗ trợ các địa phương khoảng 142.000 tấn gạo. Tổng số tiền chính phủ đã phân bổ sử dụng chống dịch trong 2 năm 2020-2021 khoảng 351.170 tỷ đồng. Cũng liên quan đến dịch COVID-19 thì mới đây, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam đã công bố kết quả đánh giá tình trạng hậu COVID-19 đối với người lao động trẻ Việt Nam. Khảo sát tiến hành trên 17.000 người dân tham gia chương trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 thuộc hành trình Thầy Thuốc Trẻ Tình Nguyện Vì Sức Khỏe Cộng Đồng trong tháng 5 năm 2022. Kết quả cho thấy đa phần bệnh nhân còn tồn tại triệu chứng hậu COVID-19 từ 2 đến 5 tháng chiếm 68%. Tuy nhiên, có đến 17,4% bệnh nhân có triệu chứng hậu COVID nhiều hơn 5 tháng và khoảng 5% bệnh nhân vẫn còn triệu chứng này sau 10 tháng kể từ ngày có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân thường có 2 đến 3 triệu chứng điển hình liên quan đến hậu Covid-19 trong số 203 triệu chứng mà Bộ Y tế đã xác định, chủ yếu tập trung ở nhóm bệnh lý liên quan đến tâm thần như là chóng mặt, đau đầu, khó tập trung, mất ngủ và nhóm bệnh lý về hô hấp, ho, khó thở. Trong bối cảnh thời gian gần đây, xuất hiện hàng trăm ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các nước mà căn bệnh này không phải là đặc hữu. Nhiều thông tin sai lệch lan truyền trên Internet về căn bệnh này, phần lớn trong số đó dựa trên thuyết âm mưu đã lan truyền từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Có 3 tin đồn thất thiệt đang lan truyền phổ biến kể từ khi thế giới ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài khu vực Tây và Trung Phi. Tin đồn thứ nhất là bệnh đậu mùa khỉ do tác dụng phụ của vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca gây ra. Thứ hai là hãng dược phẩm Pfizer đã có vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ và thứ ba là có tới 95% số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên thực tế là mắc zona thần kinh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đều đã khẳng định các thông tin trên là không có cơ sở. Thực tế, không loại vaccine nào có thể tạo ra virus mới trong cơ thể con người và gây ra một căn bệnh nào đó như đậu mùa khỉ. Bên cạnh đó, bản thân hãng dược phẩm Pfizer cũng khẳng định chưa có vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra, thông tin đăng tải trên các mạng xã hội cho rằng 95% số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên thực tế mắc zona, với hình ảnh được chia sẻ về một bài báo của hãng tin CTV News Canada đã được chứng minh là giả mạo. Chuyển sang thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trái với khu vực phía Nam, khi giá trứng gà từ trại chăn nuôi đến chợ tăng như lên đồng, ở miền Bắc giá trứng lại có xuống ngược lại. Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị chợ ở nhiều địa phương phía Bắc, giá trứng gà tương đối ổn định. Cụ thể là trứng gà đỏ giá giao động trong khoảng 29 đến 32.000 đồng một chục quả tùy loại. Trứng gà Ai Cập giá 35.000 đồng một chục quả. Trứng gà ta có giá 40 đến 50.000 đồng một chục. Trái ngược với khu vực phía Bắc, giá trứng tại khu vực phía Nam lại tăng kỷ lục. Theo đó ở các chợ hệ thống siêu thị, giá trứng gà, trứng vịt đã tăng lần lượt từ 3 đến 7.000 đồng một chục và 2 đến 4.000 đồng một chục. Hiện giá trứng gà khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 30 đến 42 000 đồng một chục, cao nhất là trứng vịt giá tăng lên 42 000 đồng một chục. Nguyên nhân chủ yếu là do thức ăn chăn nuôi và chi phí vận chuyển tăng cao trong thời gian qua. Trong 5 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc đã nhập khẩu 742.000 tấn chuối, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó chuối Việt Nam chiếm 43%, vượt qua Philippines với 28%. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ gia tăng nhập khẩu chuối Việt Nam, lý do là Việt Nam có vị trí địa lý gần Trung Quốc hơn các nước khác. Diện tích trồng chuối của Trung Quốc đã giảm do chi phí vật tư đầu vào, chi phí thuê đất và chi phí lao động tăng dẫn đến sự gia tăng về thị phần nhập khẩu. Ảnh hưởng của dịch bệnh Panama khiến chất lượng chuối tại Trung Quốc giảm mạnh do phải sử dụng các loại giống kháng bệnh. Bộ Công Thương cho biết hiện nay tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Phụ Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, mỗi ngày có khoảng 1.000 xe chờ xuất khẩu, mặt hàng tồn chủ yếu là hoa quả. Nguyên nhân là do Trung Quốc tầm soát COVID-19 trên hàng hóa gây ùn ứ tại cửa khẩu. Về giải pháp trước mắt, thì Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Hiệp hội Giao quả Việt Nam sớm trao đổi với Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam bàn những giải pháp cụ thể về đường đi, giá cả, chia sẻ chi phí vận chuyển để sẵn sàng trong mọi tình huống. Căn cước công dân gắn chip đang trở nên quen thuộc với người dân bởi sự tiện lợi trong đời sống. Tuy nhiên, thời gian qua đã có những trường hợp người dân bị các đối tượng không quen biết chụp lại căn cước công dân và sử dụng vào những mục đích xấu. Trên căn cước công dân gắn chip có mã QR, các thông tin cá nhân có thể bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường như đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền trên app, đăng ký số điện thoại trả sau. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên chia sẻ hình ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân và không cho đối tượng lại chụp ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân mà không rõ mục đích. Nếu phát hiện tình trạng trên, người dân cần báo ngay cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Người dân cũng cần tuân thủ quy định khi sử dụng căn cước công dân. Nếu vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân có thể bị phạt tới 6 triệu đồng.